Hai, kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Lại là Út Nông Dân đây. Thì sáng hôm nay thì Út cũng muốn quay cái miếng vườn ghi sáo, cập nhật cái miếng vườn ghi sáo mà nó mới thu hoạch xong vụ vừa rồi các bạn. Thì cập nhật lại xem hiện tại thì cái dàn lá của nó như thế nào rồi nha. Nó được mấy cái cỡ lá rồi nha, nó có đạt tiêu chuẩn để làm bông cho vụ năm nay không. Thì Út cũng tính dự định cái miếng ghi sáo này sẽ khoảng đầu tháng 6 là lên lân tạo mầm, và khoảng là 20 là bắt đầu đẩy các bạn, 20/6 là bắt đầu đẩy các bạn. Nhưng mà còn cái coi tới tình hình tùy theo cái cây đọt nó như thế nào, nó có đạt hay chưa, để mình quyết định là mình cái thời gian mình đẩy cho nó hiệu quả, chứ không phải là mình tính là một phần, còn cái chuyện mà thời tiết thì cái cây đọt nó cũng quyết định lắm các bạn. Thì cũng quay để vừa tâm sự và vừa chia sẻ các bạn cái cách làm của vườn Út Nông Dân, và nếu mà các bạn có cách nào hay thì cùng nhau chia sẻ để mình học hỏi và có đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm nó hay và nó quý báu như các bạn. Thì trước khi đi quay thì cầm vào cái vườn á, thì Út cũng có đem sáng cũng có lấy cái máy đo pH các bạn, cũng cố tình lấy cái máy đo pH ra để chuẩn bị cho một chút. Thì mình vừa nói về cái vấn đề mà cái cây đọt, cây lá và cái cách bón phân của vườn Út Nông Dân, thì mình sẵn mình ghim cái máy này xuống đất, cái mô sầu riêng luôn, để mình kiểm tra cái độ pH nó, thì coi nó đạt chuẩn chưa. Nếu mà pH thấp, nó bị chua, đất chua, thì mình sẽ sử dụng cái thuốc để mình tăng pH lên. Còn nếu mà cái pH nó cao, nó bị kiềm, thì mình sẽ kìm cái độ pH nó lại, nó giảm cái độ pH lại thì cho nó hấp thụ phân bón một cách tối đa và nó tiết kiệm hiệu quả nhất cho các bạn. Rồi thì cái máy này của Nhật nha các bạn, nó có vừa có đo pH và vừa có đo độ ẩm luôn, thì nó rất là chính xác. Thì một hồi Út sẽ đo thực nghiệm cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn theo chân Út Nông Dân để mình cùng đi tham quan vườn sầu riêng của Út nha. Đây các bạn, cái dàn lá của nó thì hiện tại thì nó như thế này các bạn. Cái này nó cũng lắp được hai cây các bạn ơi, nhưng mà hiện tại thì nó cũng có hiện tượng nó đi đọt nha các bạn. Đi đọt thì lấy thêm một cái cây đọt này mình mới quyết định được cái thời điểm mà mình đậy cho nó chính xác nha. Có thể là nó đi cây đọt truyền nữa nha, chứ không phải là cái cây đọt này nó mở lá xong là nó nhân nha. Nhiều khi nó cái củ rễ nó khỏe thì nó đi tiếp cây truyền nữa thì càng tốt nha. Thì đi càng nhiều cặp lá thì cái khả năng cái lực cây của nó mạnh thì sau này thì nó thúc cái mắt cua nó ra mạnh. Thì nói chung là cái cây gì nó sung là mắt cua nó sẽ ra mạnh các bạn. Đây các bạn, thì Út cũng nói là vườn Út thì đa 80-90% là xài hàng Việt Nam thôi, chứ cũng không có xài hàng Mỹ, hàng Ý gì nhiều các bạn. Thì chỉ mua xài một lần hai lần cho biết thôi, còn hầu như là không có sử dụng nhiều, tại mình tiết kiệm cái chi phí, cái giá thành nó đầu tư cho nó tối đa các bạn. Còn cái cây mỏng thon Thái này nè, thì cây này cây tơ nha các bạn. Vụ này là chuẩn bị là tính làm vụ đầu tiên nè, nên cái dàn lá nó còn mướt còn sung nữa nha các bạn. Cây tơ thì nó dễ rồi, nó cũng không có gì, thì trên ngọn nó cũng đang đi đọt nè, rất là mạnh nha. Rồi cây này lúc trước rồi nó bị trá lá nè các bạn. Các bạn nào mà xem nhiều cái clip cũ của Út thì bạn để ý còn biết trái lá nha. Cái dạng thay toàn bộ cái bộ lá nha, cái dạng lá nó ra mới thì lúc nào nó cũng nhỏ xíu các bạn. Để tiếp nó đi thêm một cây nữa thì nó mới lắp lá, nó mới nhìn, nó mới coi được nha. Hiện tại thì cái dạng lá này nó cũng còn còi, còn xấu, chứ nó chưa có đẹp. Thì các bạn, dàn lá này phải một cây nó mới làm được nha các bạn. Lá này còn khá yếu nên Út chưa có dám làm nha. Này các bạn, nó chưa có lắp lá nha, nó còn cái nắng vô rất là nhiều. Thì đang dưỡng cái cây đọt này thì lúc rồi thời tiết thì nó thất thường, mưa gió thất thường, mưa dầm các bạn, nó bị bệnh, bị đốm rong cũng nhiều lắm các bạn.
Rầy, rầy thì cũng rất là nhiều nha. Mình mới vừa xịt thuốc bệnh xong các bạn, lá già thôi. Còn lá non thì rầy thì các bạn cũng phải xịt định kỳ, chứ mình không bỏ lơ lơ là nó phá banh cái giàn lọt là mình không kịp làm trái các bạn. Đây, cây dừa ốc thì cũng tạm tạm thôi chứ cũng không có bằng ai nha các bạn. Nhưng mà Út chia sẻ thì có sao mình nói vậy thôi, chứ không phải là cây lựa cây đẹp mới quay mà cây xấu không quay nha, không có nha. Rảnh giờ nào là quay giờ đó thôi các bạn ơi, chứ cũng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ các bạn thôi, chứ cũng không có bán phân bán thuốc gì, nên mình cũng đâu có cần quảng cáo thuốc chi các bạn. Đây, nhiều bạn nói mình quảng cáo thuốc nhưng mà thật chất là mình không có nha. Thì mình cứ xài cái nào mình thấy được, thấy ổn thì mình chia sẻ các bạn thôi. Rồi, chỉ vậy thôi các bạn. Thì quay sơ sơ thì nói chung là cái cây nào cũng như cái nấy thôi, nó cũng không có gì. Thì nó vừa quay vừa chia sẻ, đây các bạn, nó bị chết nhánh các bạn. Nó bị phát lo thì lúc nào nó cũng sẽ bị chết nhánh con, thì nó cũng không có vấn đề gì. Chỉ sợ là chết nhánh lớn thôi, chứ nhánh con là không sợ vấn đề gì các bạn. Rồi, giờ mình tiếp tục mình đo cái pH. Sử dụng cái máy này để mình đo pH ngẫu nhiên nha, trên một cái vườn sầu riêng của mình. Cây nào mà nó không tốt thì mình cứ cắm máy mình đo các bạn, còn cái cây nào tốt rồi thì mình khỏi đo cũng được. Thì mình cắm máy xuống thì mình đè cho cái ba cái dạch của cái máy này nó chìm hết xuống đất là ok. Mình đợi thời gian khoảng tầm 1 đến 2 phút cho cái máy nó chạy ổn định, nó mới chính xác nha các bạn, chứ các bạn đừng gấp, gấp quá thì nó chưa có chạy hết nha. Thì tầm mới cắm xuống là các bạn để ý các bạn thấy rồi, cái độ pH của cái mô này nó sẽ không cao đâu. Tầm mới vừa cắm xuống mà nó để nó nằm 4 chấm mấy rồi các bạn thấy rồi đó, chưa được 5 là rồi, cái khả năng mà nó lên 6 là không có rồi, tầm là 5 hoặc hơn 5 luôn cùng. Thì cái nói chung là cái độ pH của cái mô sầu riêng này nó thấp nha, thì mình sẽ dùng cái thuốc để mình tưới để nâng độ cái pH lên, chứ Út sẽ không muốn vô giai đoạn này, Út sẽ không muốn vô các bạn. Các bạn thấy không, thấy khó khăn không, nó nằm ở mức 5 là nó đã ngưng rồi, thì nó chạy, nếu mình nó chạy lên chút xíu nữa thì cũng không có bao nhiêu nữa đâu. Thì cái mùa vụ năm nay thì nó cũng theo Út đón anh thì nó khó khăn các bạn, chứ nó không có dễ nha. Cái thời tiết năm nay thì mưa sớm mưa nhiều nha, tháng 3 là nó đã có mưa rồi nhưng mà cái tiết tháng 3 rất là yếu nha, nhiều vườn người ta đậy không ra các bạn, ra hoặc ra nó không có đều nha. Còn cái tháng 4 thì vườn Út thì cũng mới vừa đậy hết miếng mỏng thon thì cũng chưa có đủ ngày tháng nên cũng chưa biết được các bạn. Nhưng mà giờ hiện tại này cũng đang có tiết, đợi tới đủ ngày tháng thì hy vọng nó sẽ ra bông nha, ra quất cua nha. Còn cái miếng vườn ngày sáu này thì chắc phải nâng pH một lần nữa để nó đi thêm cử phân nữa các bạn, đi thêm cử phân nữa để nó nuôi cái đèn đọt vàng lá cho nó sung là mới đậy được nha. Chứ cái pH này thì để phân xuống thì nó có không ăn được bao nhiêu đó các bạn. Cái này là tầm chấm pH 5 là cùng, phải nâng pH lên từ 6 chấm ăn lên, 6 chấm đến 6.5 là vừa, đẹp luôn. Là ok, là hầu như là nó cái hiệu quả, hiệu sức mình gãy phân bón nó đạt tới trên 90% bạn. Hầu như cái cây của mình gãy phân xuống bao nhiêu thì cây mình nó sẽ hấp thụ tối đa nha. Còn pH như thế này là chưa ổn. Thì mai chiều thì Út sẽ đi mua thuốc, thì Út tưới nha. Tưới để khoảng tuần lễ sau, để mình canh mình gãy phân. Đặng mình làm ráo riết để mình chuẩn bị cây đọt cho nó tốt, để mình đậy cho nó ngon nha các bạn. Tiết tháng 6 thì tháng 6 này thì nó ok, cũng tương đối được các bạn. Tiết này nó cũng ổn. Thì các bạn nào có đậy trong cái tiết tháng 6 này thì các bạn cứ comment dưới mình cùng chia sẻ nha. Anh em mình làm chung cho vui nha các bạn. Anh em nào có cái cách nào hay hơn thì mình cùng chia sẻ lên đây để mình luôn học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển cho làm vườn cho nó đạt nó thành công. Rồi, về là hiện tại là cái pH này nó nằm chừng 5 chấm là cùng các bạn, 5.5.2 là cùng. Là bây giờ là bắt buộc là mình phải tưới. Tưới pH thì chắc phải tưới toàn vườn thôi, chứ không thể nào mà tưới một hai cây được, thì nó lên thì tầm khoảng 6.5 là được. Chứ không có cây nào, hiện tại bây giờ chắc không có cây nào nằm 6.5 đâu. 6 chấm là cùng, theo Út nghĩ vậy. Thì giờ mình bắt buộc phải mua thuốc mình tưới các bạn. Rồi ok, video clip của Út nó đây kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.